Chào các bạn đến với video tiếp theo của mình. Và ở trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một trang web đa cấp mới cho mọi người đi kiếm tiền tiếp. Với trang này thì nó là trang đa cấp các bạn nha. Các bạn đăng ký xong tài khoản thì các bạn sẽ nhận được là 20 đô nhé. Và khi các bạn click vào link trong phần mô tả của video thì nó sẽ có một cái giao diện như này nha. Ok, thì ở đây các bạn sẽ điền cho mình là tên người dùng nhé. Username này các bạn sẽ điền cho mình là tên người dùng. Cái tên nào mà các bạn nhập vào phải là chưa có ai sử dụng đăng ký nhé. Ok, như vậy là nó hiện là chưa có ai sử dụng nha. Các bạn mới đăng ký được, và có người sử dụng rồi các bạn không thể đăng ký nhé. Ở trong địa chỉ mail này thì các bạn sẽ điền cho mình là địa chỉ mail của mọi người vào nha. Nhập xong địa chỉ Gmail rồi thì các bạn sẽ kéo xuống ở dưới này, các bạn sẽ tạo cho mình mật khẩu nhé. Và mật khẩu này thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái mật khẩu dễ dàng và một chút vào nhé, để các bạn dễ nhớ nha. Ok, ví dụ như là KT này, 112345 6 này. Đấy, các bạn nhập chính xác xong là các bạn sẽ kích vào phần tôi đồng ý nhá. Đây, tôi đồng ý điều khoản của nó này. Sau là phần xác nhận đăng ký này nhá. Ok, nó hiện như này là địa chỉ Gmail mình đã sử dụng nhá. Rồi xác nhận lại nha. Ok, thì khi các bạn đăng ký và đăng nhập vào, nó sẽ có một cái giao diện như này. Các bạn sẽ chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt cho mình nhé. Đây, ngôn ngữ tiếng Việt này, click vào phần xác nhận confirm này. Bây giờ là nó sẽ chuyển sang giao diện tiếng Việt để các bạn dễ hiểu hơn nhé. Đây thì nó sẽ có rất là nhiều vật phẩm game ở đây. Các bạn tự click vào phần thêm này, các bạn xem qua nha. Đó, vật phẩm game nhé, cực kỳ là chất luôn nha. Các bạn có thể là giao dịch mua bán ở trên này luôn nhé. Đó, nếu như bạn nào mà muốn kiếm tiền thì các bạn sẽ đầu tư nha. Đầu tư coi như là trang web đa cấp ấy, nó sẽ có các dạng như là đầu tư USDT hoặc là các đồng coin khác nhá. Ok chưa ạ? Đây nha, nó có rất là nhiều vật phẩm game, các bạn thử tham khảo qua nhá. Kích vào mục của tôi này, các bạn sẽ thấy được là đăng ký nhận quà này, mở khóa 180 ngày này. Số tiền các bạn nhận được sau khi đăng ký là 20 USDT. Sau 180 ngày nó sẽ mở khóa cho các bạn là 20 USDT này. Các bạn có thể là mua bán vật phẩm game nhé. Ok, thì mình sẽ demo qua cái phần là nạp tiền này. Các bạn sẽ có được là những cái đồng coin ở đây để các bạn chuyển vào nhé. Và các bạn muốn gửi qua đồng coin nào thì các bạn cứ kích vào nha. Ví dụ TRX, các bạn sẽ chọn TRX này. Ở đây các bạn sẽ nhập số tiền đầu tư tối thiểu này, ví dụ như là 30 TRX chẳng hạn, các bạn sẽ nhập là 30 vào. Và khi các bạn gửi tiền cho trang web xong, nó sẽ tự động quy đổi cho các bạn là thành GH trên dây. À, nó sẽ tự động quy đổi cho các bạn là thành USDT. Đó, các bạn có thể là dùng cái số 2 USDT này các bạn đi đầu tư lợi nhuận nha. Ví dụ là các bạn gửi là 30 TRX thì các bạn sẽ nhận được là 2.45 USDT nhé. Tiếp tục, mục nạp điện này nó sẽ có cho các bạn là địa chỉ ví nha. Các bạn đã chuyển là 30 TRX chính xác hoặc là số TRX các bạn nhập vào rồi thì các bạn sẽ kích vào cái mục là nộp nhé. Ok, cái để ý thì ở đây các bạn tự đọc qua nhé. Sau 2 giờ mà các bạn vẫn không nhận được tiền thì vui lòng liên hệ chăm sóc khách hàng nha. Nạp tiền thì nó tự động rồi các bạn nhé, không cần phải lo nha. Còn cái đồng coin khác thì nó cũng tương tự thôi. Tiếp theo là phần đầu tư nha. Ở đây nó sẽ có cho các bạn là đầu tư như thế nào, nó cũng hiện rất là rõ ràng nhé. Ví dụ như là số tiền các bạn đã gửi vào rồi thì nó sẽ nằm ở trong ví điện tử này nha. Ví dụ như là 2 đô chẳng hạn thì các bạn sẽ có là 2 đô ở đây. Đó, các bạn sẽ nhập vào số tiền đầu tư tối thiểu này. Các bạn giả sử như là đầu tư 2 đô, tiếp đến là mật khẩu bảo mật, các bạn nhập mật khẩu bảo mật vào. Sau là các bạn sẽ kích vào phần đầu tư ngay, nó sẽ hiện là thành công nhé. Ok chưa? Và khi các bạn đầu tư xong, nó sẽ có lịch sử đầu tư các bạn ở đây và số tiền các bạn nhận lời lãi hàng ngày nhé. Nếu như các bạn đầu tư dưới 500 USDT, tức là từ 2 USDT cho đến là 500 USDT, thì các bạn sẽ có lãi hàng ngày đó là 2,6% cho đến là 2,8% hàng ngày. Nó tính ra thì lợi nhuận cũng khá là thấp nha, nó rất là bình thường thôi. Trong cái phần khuyến mãi thì các bạn sẽ đi vào ở đây, nó sẽ có cho mọi người là vòng quay nhé.
Cái vòng quay này thì các bạn phải gửi tiền vào, nếu như mà không thì các bạn sẽ không quay được nha. Các bạn phải là người tài khoản VIP thì các bạn mới quay được. Ok chưa? Click vào phần Go, nó sẽ hiện cho mọi người là đi nạp tiền trước nhé. Ok chưa? Nạp tiền xong các bạn sẽ quay được trúng thưởng nha. Ở đây nó sẽ có cho mọi người là lịch sử quay này. Ok chưa? Và quy tắc này. Đây thì nó sẽ có quy tắc ở đây rất là dài để các bạn đọc qua nhé. Meta tech của mình là như thế nào các bạn thử xem nha, bởi vì nó khá là dài luôn. Nếu như các bạn mà gửi tiền vào rồi thì 24 giờ các bạn sẽ đi vào quay một lần cho mình nha. Đó là tùy thuộc vào độ may mắn của mọi người nhé. Đây, tỷ lệ trúng thưởng 0.01 USD là 49% và 37% là 0.2 USDT. Tiếp tục là 6% nhé, 6.9% là 5 USDT. 10 USDT thì các bạn chỉ có là 3% thôi. 500 USDT thì các bạn sẽ có là 0.1% tỷ lệ trúng nhá. Ok chưa ạ? Quay trở lại này. Rồi tiếp tục ở dưới này nó sẽ có cho các bạn là sao chép đường dẫn nhá. Các bạn sẽ click vào sao chép. Rồi các bạn chỉ cần là gửi cái link này đi chia sẻ cấp dưới nhá. Tên của nó thì có tên cũng khá là đẹp nhá. Metatech.vip nha. Ok, thì ở đây nó sẽ giới thiệu cho các bạn này. Đó, hoa hồng giới thiệu này, ví dụ như là D1, D2 cho đến là D5 nhá. Ở D1 cho đến là D5, hoa hồng lợi nhuận các bạn nhận được nó đã demo cho các bạn rất là rõ ràng nha. Ví dụ như là ở level 1 đi thì 8%, cấp dưới các bạn gửi là 1.000 USDT các bạn sẽ nhận được là 80 USDT nhá. Cấp dưới gửi là 100 USDT các bạn sẽ nhận được là 8 USDT nhá. Số tiền này thì các bạn sẽ rút được về trên ví của các bạn luôn nhá. Hoặc là các bạn dùng để mua cái vật phẩm game cũng được nha. Đây các bạn xem là những người trúng thưởng nha, may mắn họ trúng giải này. Rất là nhiều nha. Ok, quay lại trang đầu này. Rồi đây các bạn sẽ xem được là ở dưới này nó sẽ có cho các bạn là vật phẩm game này, các bạn thử xem nhá. Rất là đẹp luôn. Với giá mà họ bán ở trên này thì mình không biết là có đắt hay không nhá, mọi người thử tham khảo qua nha. Ok, thì những cái game mà các bạn có thể là mua vật phẩm ở trên này nó demo cho mọi người nhá. Chỉ số trò chơi này rất là rõ ràng nha. Ok chị ạ, đây nó sẽ có cho các bạn là chỉ số trò chơi và tải trò chơi này. Ok chị ạ. PUBG này. Đấy, có rất là nhiều trò chơi cũng khá là trận các bạn nhá. Rất là hợp để các bạn chơi nha. Tiếp theo đi vào mục thông báo này, các bạn xem qua về thông báo trò chơi của nó nhé. Rồi thì ở đây nó sẽ có cho mọi người là khám phá trò chơi. Nó có demo, nó viết rất là rõ ràng mọi người nhé, mọi người thử tham khảo qua. Tiếp theo là cuộc thi này, video về trò chơi này. Đấy, các bạn thấy ổn không ạ? Tiếp theo đó là giao dịch này. Các bạn xem là những người mà hỏi giao dịch mua vào phần game ở trên này nhé. Đấy, rất là nhiều người đã đầu tư hàng nghìn đô la vào nha. Đối với trang này thì nó kiểu là các bạn vừa đầu tư vào để có lợi nhuận và các bạn vừa có thể dùng số tiền đó các bạn mua vật phẩm game nha. Đi vào phần của tôi, đi vào phần rút tiền nhé. Giả sử các bạn có số dư có thể rút thì các bạn sẽ click vào phần rút tiền này. Ở đây nó cũng có tương tự cho mọi người là số tiền rút và số tiền tối thiểu nhé. Đối với USDT TRC20 thì min rút của nó là 2 USDT, ví rút là 1 USDT nhé. Rất là nhiều đồng coin nó cho các bạn rút là 2 đô nha. Nếu như mà các bạn rút qua TRX đi thì các bạn cứ click vào TRX này. Ở đây nó sẽ yêu cầu các bạn là thêm địa chỉ ví vào nhé. Địa chỉ ví rút tiền nha, địa chỉ ví TRX nha. Ví dụ mình sẽ thêm địa chỉ ví rút tiền của mình này, mình sẽ click vào mục xác nhận này. Ok. Nhập địa chỉ ví rút tiền của các bạn vào nhé. Địa chỉ ví này là địa chỉ ví TRX nha. Ok, xác nhận này. Và các bạn muốn rút tiền đồng coin nào thì các bạn cứ thêm địa chỉ ví của nó nhé. Ok, thêm xong thì ở đây nó sẽ có cho các bạn là địa chỉ nhận tiền này và số tiền rút này. Giả sử như là 2 USDT các bạn có thể là rút được. Ví dụ các bạn có là 100 TRX, các bạn sẽ nhận là 100 TRX vào. Tiếp theo là mật khẩu nhé. Sau là các bạn sẽ click vào mục rút tiền nha. Rút qua TRX tối thiểu này và tối đa của nó này.
nếu thanh toán các bạn không nhận được, trong vòng 12 tiếng đồng hồ các bạn có thể là liên hệ Thái Admin nhé. Nhập xong rút tiền các bạn sẽ kích vào mục xác nhận rút nha. Và nếu như bạn nào mà xem video các bạn cảm thấy không hiểu gì, các bạn có thể là quay trở lại đây này. Các bạn sẽ đi vào một cái phần cho mình nhé. Đó chính là vấn đề phổ biến nha. Đầu tiên nó sẽ có cho mọi người ở vấn đề phổ biến, đó là quên mật khẩu này. Và mất bao lâu để các bạn có thể là đầu tư. Ở đây nó sẽ có lợi nhuận cho mọi người thử xem qua phần này nhé. Đấy, tiếp tục về chúng tôi này nhá. Ok chưa ạ? Các bạn tự đọc nhá. Bốn hoạt động thế nào này? Và có những phương thức rút tiền, gửi tiền nào này? Ok chưa ạ? Các bạn tự xem trong phần này nhá. Rất là rõ ràng, ví dụ như là gửi tiền tối thiểu và rút tiền tối thiểu là bao nhiêu này. Đấy, các bạn xem cho mình là hiểu đơn giản hơn nhá. Lợm nào được khuyến nghị này và sách trắng kinh doanh này. Cái này thì các bạn tự xem nhé. Các bạn xem là ổn ok thì các bạn tự tìm hiểu và các bạn nên đầu tư hay không nha. Mình chỉ là người share app thôi. Các bạn cảm thấy ngon thì các bạn cứ chiến nhé. Còn nếu như bạn nào mà thấy không ngon thì có thể các bạn đăng ký để nhận 20 đô này thôi. Nhận xong các bạn cứ vứt vào. Sau 180 ngày các bạn đi vào xem, nếu như mà cái số 20 USDT này nó mở khóa cho mình rút thì mình rút, còn không mở thì thôi nhá. Nó có cho mình rút, coi như là nó cho mua vào phần game thì mình cứ mua nha. Thế thôi nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào video trước và mình sẽ chọn tiếp là một bạn hoặc là hai bạn để mình trao thưởng nhá. Những bạn mà xem video các bạn là người may mắn thì các bạn sẽ IB mình để nhận thưởng BNB, thẻ cào hay là Momo nha.